Xin chào các bạn, mình là Hợp đến từ ICS và hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái video để hướng dẫn sử dụng các chức năng của chiếc mông Blanc Star One Timer Automatic. Chiếc này là có cái cơ cấu khá là phức tạp với cái mặt dial các bạn nhìn này rất là nhiều. Nó sẽ có những cái vòng như mình trước đây mình đã bảo, vòng 24 thành phố ở ngoài và cái vòng 24 giờ ở phía trong. Vậy chiếc này thì chúng ta có thể xem giờ như thế nào? Ví dụ như hiện tại là mình đang để nó cái núm này, crown này của nó tất cả chỉ sử dụng một cái núm crown này thôi. Nó sẽ có 3 nấc, một nấc trong cùng thì chúng ta sẽ có hai chức năng, một là vặn có tay và chức năng thứ hai đó là chúng ta sẽ là điều chỉnh cái vòng 24 thành phố này. Với cái núm thứ hai thì chúng ta sẽ là chỉnh ngày và chỉnh cái giờ GMT. Đó, và còn cái núm trong cùng thì chúng ta sẽ sync hai cái đó với nhau. Vậy thì chúng ta muốn chỉnh cái này thì mình nghĩ là trước tiên là chúng ta sẽ chỉnh giờ và chỉnh cái GMT trước. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy ngay. Mình sẽ vì núm này núm dạng scroll down cho nên các bạn sẽ cần phải vặn ngược để cho núm bật ra. Các bạn đó, khi mà núm bật ra như này thì các bạn đang ở nấc 1. Các bạn vặn xuôi chiều kim đồng hồ thì là các bạn sẽ lên cót tay. Các bạn đừng sợ vì chiếc này nó có cái tiếng lên cót tay nó hơi lạ một chút so với các chiếc khác. Còn khi các bạn quay ngược này các bạn sẽ thấy là cái vòng 24 thành phố nó chuyển động. Đó. Hiện tại là chúng ta đang ở Việt Nam cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái múi giờ là Bangkok. Tôi sẽ quay cái Bangkok này vào đúng cái giờ hiện tại. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy Bangkok này. Hiện tại là tôi là 1 giờ chiều. Đó, ví dụ chúng ta quay vào cái mức 1 giờ chiều này. Đó, hiện tại là đang ở trong cái tầm 1 giờ chiều. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy Kim Phút là khoảng độ 15 giờ. Chúng ta có thể có cách xem như vậy là 1 giờ 15 này. Và sau đó chúng ta sẽ suy ra ngay là Paris đang là 10 giờ 15 này. Hoặc là các cái thành phố khác chúng ta sẽ suy ra ngay được. Đó, điều thứ hai đó là khi mà chúng ta kéo ra cái nấc 2. Đó thì khi chúng ta xoay xuôi chiều kim đồng hồ thì các bạn nhìn thấy cái kim GMT nó sẽ nhảy. Nếu như mà các bạn muốn sử dụng cái vòng GMT này nó giống như là một cái giờ 24 giờ thì các bạn có thể hoàn toàn xoay cái kim đỏ này đến cái 13 giờ chiều. Thì như vậy là cái giờ lớn và giờ nhỏ chúng ta sẽ đồng bộ với nhau. Còn nếu như các bạn muốn sử dụng cái kim GMT này để sử dụng như là một cái chiếc đồng hồ có dual time thì các bạn sẽ chỉnh các cái múi giờ đó theo như là các bạn nhớ. Ví dụ như là Bangkok này mình muốn chỉnh Tokyo là 2 giờ chiều chẳng hạn thì mình sẽ xoay cái Tokyo này xuống 14. Thì như vậy là mình sẽ luôn luôn có giờ ở bên Tokyo. Đó. Đó. Và khi chúng ta quay ngược chiều kim đồng hồ thì các bạn sẽ thấy là lịch ngày nhảy. Đó, lịch ngày có 3 giờ nhảy. Khi chúng ta kéo vào cái nấc 3 thì các bạn nhìn khi mà tôi xoay kim phút tôi chỉnh thì các bạn thấy kim GMT nó cũng sẽ xoay theo. Tuy nhiên cái vòng 24 giờ này là cố định các bạn nhé. Cho nên là mỗi khi các bạn muốn xem giờ thành phố khác thì chúng ta nên xoay cái vòng đó để chúng ta có thể check được. Còn với cái khung giờ thứ hai này thì chúng ta sẽ luôn luôn tính được là ở Tokyo của chúng ta là bao nhiêu. Đó, ví dụ như tôi xoay đây là 24 giờ thì ở Tokyo nó sẽ là 1 giờ sáng. Đó. Cái vòng ngoài này còn giúp cho chúng ta nữa là ví dụ như là khi tôi chỉnh hai cái múi giờ dual time này. Đó, giờ Việt Nam là 7 giờ sáng thì tôi sẽ biết ngay là ở các thành phố khác nó là bao nhiêu giờ sáng và sau đó tôi sẽ chỉnh cái giờ GMT này chuẩn theo cái thành phố mà tôi muốn. Đó. Đó là cái tính năng cho những cái người mà hay phải đi du lịch và hay phải đi công tác thì chúng ta sẽ rất cần những cái tính năng ở trên chiếc GMT này, chiếc One Timer này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của ICS.